Chào các bạn học sinh đến với trường tiểu học Kim Đồng. Các bạn đến với môn mỹ thuật lớp 4. Các bạn chuẩn bị đồ dùng học tập gồm vở bài tập thực hành mỹ thuật lớp 4, bút chì, gươm, giấy màu, bút màu, vân vân. Các em sẽ khởi động. Hôm nay thầy cùng các em đến với môn mỹ thuật lớp 4, chủ đề 2, chúng em với thế giới động vật. Tiếp theo, mục tiêu bài học: học sinh nhận biết và nêu được đặc điểm về hình dáng, môi trường sống của một số con vật, thể hiện được hình ảnh con vật bằng hình thức vẽ hoặc xé dáng, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Tiếp theo, tìm hiểu về các con vật. Các em sẽ quan sát trên màn hình. Tên các con vật. Con vật có những bộ phận chính nào? Đặc điểm, hình dáng, màu sắc của mỗi con vật. Hoạt động và môi trường sống của con vật đó. Các em quan sát hình mẫu là chú mèo, hình hai con gà trống, hình ba là con dê, hình 4 là con thỏ, hình 5 là con trâu, hình 6 là con bò. Và các em có thể kể thêm một số con vật mà em biết trong cuộc sống của mình. Tiếp theo, cho các em nhìn lên màn hình. Hình dáng, màu sắc của các con vật trong các sản phẩm như thế nào? Các sản phẩm được thể hiện bằng hình thức nào? Từ chất liệu gì? Tiếp theo, cách thực hiện. Vẽ phát các bộ phận chính trước. 2. Vẽ các chi tiết. 3. Vẽ thêm các hình ảnh phụ. 4. Vẽ màu theo ý thích. Tiếp theo, em xem những hình ảnh gồm có bóp bước. Trên hình ảnh, hình số 1, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Các em chú ý các bước vẽ. Bước 1, vẽ con vật bằng các hình cơ bản.
Bước 2, vẽ thêm các bộ phận cho hoàn chỉnh con vật. Bước 3, vẽ thêm các chi tiết nhà, cây cho tranh thêm sinh động. Bước 4, vẽ màu. Các em xem một số hình ảnh tham khảo trên màn hình. Trên màn hình có chú gà, mèo, con lợn, con voi, con thỏ. Màu sắc có đậm, có nhạt. Hình ảnh sinh động. Kế tiếp, các em thực hành. Tập vẽ một hoặc hai con vật theo ý thích. Giao tiếp, đánh giá. Chia sẻ cảm nhận của mình về bài tập của mình và bạn. Bình chọn các bài vẽ đẹp. Tiếp theo, vận dụng sáng tạo. Giới thiệu bài tập mình đã vẽ với bố mẹ và mọi người trong gia đình em. Tập vẽ thêm một số con vật khác. Chúc các em học tập tốt.